bên trong thủ phủ mứt Tết của thành phố Hồ Chí Minh. Chưa đến 10 ngày nữa là đến Tết Giáp Thìn nhưng mứt, bánh kẹo tại chợ Bình Tây, thành phố Hồ Chí Minh, không nhiều người mua. Sức mua giảm so với cùng thời điểm các năm trước. Chợ Bình Tây, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, vốn là ngôi chợ sỉ, chuyên cung cấp thực phẩm, các loại hàng hóa cho khu vực miền Nam. Những ngày gần Tết, các loại bánh mứt, đồ khô được nhập về nhiều, đa dạng cho khách lựa chọn. Dù cận Tết nhưng một số tiểu thương cho rằng sức mua năm nay không được như mong đợi. Tại một số quầy hàng bán bánh kẹo Tết phía mặt tiền chợ có khá đông người tìm đến mua sắm. Tuy nhiên, lượng khách còn khá khiêm tốn so với những năm trước đây. Tìm đến đây mua bánh kẹo Tết cho gia đình, Hồng My, ngụ quận 7, cho biết cô đã chi khoảng 500.000 đồng cho các loại bánh mứt. Đây là năm đầu tiên tôi mua bánh kẹo Tết cho gia đình, có kẹo, bánh, trái cây sấy, mỗi loại một ít, My nói. Cô Nhã, tiểu thương kinh doanh bánh kẹo, mứt chế biến tại chợ cho biết, sức mua năm nay giảm khoảng 50% so với những năm trước. Vốn là chợ bán sỉ nên chỉ còn khoảng một tuần nữa là kết thúc hoạt động mua bán bánh kẹo Tết của năm. Hiện nay khoảng 30% các lò chế biến cũng đã đóng cửa nghỉ Tết. Tại các gian hàng đồ khô cũng không khá hơn khi khách hàng cũng ghé lai rai. Chị Vân, người thứ hai từ trái sang, ngụ quận 1, cùng mẹ đến đây mua quà biếu Tết. Mọi năm chúng tôi thường biếu bánh kẹo, năm nay chúng tôi mua tôm đất khô với giá 1,2 triệu đồng 1 kg để tặng người thân trong gia đình. Kinh doanh các mặt hàng thực phẩm tại chợ Bình Tây hơn 30 năm, chú Minh, 61 tuổi, chủ sạp hàng Minh Tuyết, chia sẻ, tình hình buôn bán khá chậm. Giảm khoảng 30-40% so với năm trước. Chú Minh cho biết tình hình kinh tế khó khăn, người dân thắt lưng buốt bụng. Lượng hàng chú nhập về cũng ít hơn so với những năm trước. Các loại kẹo mứt, lạp xưởng, cá khô, tôm khô là những loại thực phẩm không thể thiếu trong những ngày Tết nhưng bán khá chậm. Tiểu thương từ các chợ tỉnh thường đến Bình Tây nhập hàng về bán lại kiếm chênh lệch. Khách sỉ thường lấy đơn hàng chục, hàng trăm ký giờ chỉ còn nhập lai rai 2-3 kg, loại vì sợ ôm hàng khi chợ vắng người mua. Tình hình kinh doanh không bằng như mọi năm nhưng cũng nhộn nhịp đông vui. Nếu trước đây khách hàng mua nửa ký thì nay giảm xuống còn 200 dê, nhưng họ mua nhiều món hơn, chị Thúy Loan, đại diện cửa hàng thực phẩm Bếp Má 6 nói. Tại đây bán các loại giò chả, trái cây sấy, các loại hạt, củ kiệu ngâm. Chợ Bình Tây được xây dựng năm 1928. Đây là di tích kiến trúc nghệ thuật của thành phố nên khá đông du khách đến đây tham quan. Nhóm du khách Ấn Độ cũng bị thu hút bởi sự đa dạng của các kẹo mứt ở chợ nên mua về làm quà.